tôi thích chồng cô. Hôm nay tôi tới đây để thông báo cho cô biết. Thế cô có biết tôi với anh Đạt đã có con chưa? Biết chứ, thì có sao đâu. Tôi yêu anh ấy, thương anh ấy. Anh ấy còn hứa mua cho tôi túi xách, trang sức. Sẽ đưa tôi đi khắp thế giới để ăn những món thịt soạn. Và chúng tôi sẽ đi du lịch. Anh ta tùy tiện nói với cô mấy lời mật ngọt như vậy mà cô đã tin như điếu đổ rồi. Thậm chí còn muốn dâng hiến cả nửa đời người cho anh ta. Cô nói cô yêu anh ta, vậy anh ta có yêu cô không? Đương nhiên là yêu rồi. Tôi vừa trẻ, dáng người vừa đẹp. Nếu mà so với cô á, thì tôi hơn cô rất là nhiều. Thì đương nhiên anh ấy sẽ yêu tôi rồi. Vậy sao? Vậy để tôi hỏi anh ta xem. Alo. Anh qua đây chút đi, em có việc muốn hỏi anh. Mai. Cô đem những lời nãy cô nói với tôi á, nói lại cho anh ta nghe đi. Anh Đạt. Anh Đạt, em biết anh hết tình cảm với cô ta rồi. Thì hôm nay chúng ta làm ở đây rõ ràng luôn đi. Cô nói cái gì vớ vẩn đấy. Tôi với cô quen biết nhau à? Vợ em nghe anh giải thích đã. Tôi không muốn nghe anh nói. Tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu chuyện của hai người. Còn cô thấy đấy. Mặc dù anh ta có ý với cô, nhưng anh ta cũng không dám nhượng đâu. Bởi vì cô biết tại sao không? Tôi là người khiến anh ta từ khi cô đơn đến khi có gia đình hạnh phúc. Tôi có thể cho anh ta mọi thứ, thì tôi cũng có thể lấy hết đi tất cả. Với lại cuộc hôn nhân của chúng tôi được bảo vệ trước pháp luật. Cô hỏi anh ấy đi, trước mặt pháp luật, anh ấy có dám làm sai không? Cô tưởng anh ta coi cô là bảo bối à? Anh ta chỉ coi cô như là thứ vui chơi qua đường thôi, lúc cần thì tìm đến. Với lại tôi nói cho cô biết, làm trà xanh á, thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Cô đừng vì một phút nông nổi mà làm xấu mặt gia đình. Chắc điều đấy cô cũng hiểu. Em ơi.